Miền Bắc rét buốt đỉnh điểm, có nơi không độ C. Ngày 23 tháng 1, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền và chi phối toàn bộ thời tiết. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trong ngày hôm nay chỉ trong ngưỡng 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 2 đến 5 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C. Với nhiệt độ xuống thấp kèm độ ẩm tăng cao, các khu vực núi cao đề phòng nguy cơ băng giá và mưa tuyết. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và quá trình phát triển của cây trồng, cũng như gây bất lợi cho hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của phương tiện tham gia giao thông. Tại Hà Nội, trời giảm mưa và tạnh giáo hơn so với một ngày trước. Tuy nhiên, cảm giác rét sẽ gia tăng do nhiệt độ tiếp tục giảm trong ngưỡng từ 8 đến 14 độ C, thấp nhất tuần này. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến những nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Nam Trung Bộ về đêm từ Thanh Hóa đến Nghệ An trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 đến 10 độ C, riêng Hà Tĩnh 10 tới 12 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái rét buốt, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp từ 13 tới 16 độ C. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng cao từ 2 tới 4,5 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng cao từ 3 tới 6 m. Trong khi đó vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao 2 đến 5m, biển động mạnh. Dự báo thời tiết ngày 23 tháng 1 tại các vùng trên cả nước. Hà Nội mưa rào, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8 đến 10 độ C, cao nhất từ 12 đến 14 độ C. Phía tây bắc bộ mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, có nơi dưới 2 độ C, cao nhất từ 15 tới 18 độ C. Riêng khu vực tây bắc có nơi trên 18 độ C. Phía đông bắc bộ mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, vùng núi 3 tới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, cao nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi 9 đến 12 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, cao nhất từ 12 đến 15 độ C, vùng núi 9 đến 12 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ phía bắc 9 đến 11 độ C, phía nam từ 13 đến 16 độ C, cao nhất phía bắc 21 tới 23 độ C, phía nam 25 tới 28 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ C, cao nhất 22 tới 24 độ C. Tây Nguyên, ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 20 độ C, cao nhất 28 đến 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 tới 25 độ C, cao nhất 30 tới 33 độ C. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường các tỉnh miền núi phía Bắc đang hứng chịu đợt rét đậm vô cùng khắc nghiệt của mùa đông năm nay. Ngay tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ hạ thấp chỉ khoảng 6 độ, đỉnh Mẫu Sơn có lúc xuống dưới mức 0 độ. Nhằm tránh thiệt hại về kinh tế, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp hướng dẫn người dân ứng phó, phòng chống rét cho vật nuôi và cây trồng. Xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn có địa hình đồi núi cao với 7 thôn bản, trong đó đa số các hộ gia đình đều chăn nuôi gia súc với khoảng 500 con trâu và 300 con bò. Ngay từ khi đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực này, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm phong chống đói rét cho gia súc và bảo vệ đàn vật nuôi. Thưa quý vị, để ứng phó với rét đậm rét hại thì ngay tại những địa phương vùng cao thì cũng đã chủ động hướng dẫn người dân uh, che chắn chuồng trại cho gia súc và những tấm bạt thế này đã được sử dụng việc này góp phần để cho châu bò có thể bớt được cảm giác giá bút thức ăn thì cũng đã được người dân dự trữ để sẵn sàng cho đợt giá rét cường độ mạnh hiện nay rút kinh nghiệm từ những đợt rét đậm rét hại trước làm thiệt hại về vật nuôi thì đợt này người dân cũng đã chủ động hơn trong công tác ứng phó giữ ấm cho châu bò vượt qua đợt giá rét trong đó việc chuẩn bị thức ăn che chắn chuồng trại rất được chú trọng sâu pháo ngại ban gạo bằng mình gai phân ngon nhẫn đường chân vùng đường chân chân này bụng mình của chân hỷ anh em nhà mà gạo được nhận hấp vầm làn bà con cũng rút kinh nghiệm từ đợt rét năm ngoái thì một số bà con thì cũng công tác chuẩn bị là cũng không được chú đáo thì cũng năm ngoái thì trên địa bàn xã thì cũng có có hai con trâu nghé là cũng chết trong cái dịp rét để rút kinh nghiệm thì năm nay thì bà con cũng chuẩn bị được tốt hơn ngày hôm qua thì ủy ban huyện cũng đã thành lập hai đoàn kiểm tra xuống các cái xã uh, có thôn bản uh, chăn nuôi nhiều cái gia súc thì qua kiểm tra thấy các cái hộ được uh, uh, có chăn nuôi gọi là nhiều gia súc đấy thì cũng đã được uh, che chắn chuồng trại cẩn thận và bên cạnh đó là cái việc uh, tích trữ cái thức ăn uh, khô để phục vụ cho cái đàn gia súc được uh, đảm bảo bởi vì là uh, hàng năm cứ vào dịp cuối năm là uh, uh, kiểu gì ở trên địa bàn Huyện Lục Bình cũng có nhiều đợt rét đậm rét hại. Toàn huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn có tới 7.000 con trâu bò. Để chủ động ứng phó với đợt rét đậm rét hại lần này, công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói rét với gia súc đã được triển khai từ sớm. Đồng thời, cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin về đợt rét lần này để thông báo người dân kịp thời ứng phó. À, đợt rét lần này có cường độ khá mạnh và có khả năng xảy ra băng giá ở trên khu vực núi cao như ở núi Mẫu Sơn để chủ động ứng phó với đợt rét lần này, thì ủy ban nhân huyện Lộc Bình cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp để mà phòng chống rét hiệu quả, trong đó tập trung vào một số những nội dung như là thông báo thường xuyên và kịp thời đến toàn thể nhân dân về tình hình cũng như là diễn biến do rét đậm rét hại gây ra trên địa bàn để nhân dân là chủ động ứng phó. Giá rét đã bao trùm khu vực bắc bộ. Dự báo từ đêm nay sẽ tiếp tục có một đợt không khí lạnh tăng cường ở khu vực mẫu sơn Lạng Sơn, nguy cơ xuất hiện băng giá mưa tuyết. Chính quyền địa phương nơi đây cũng cho biết đã lên sẵn kế hoạch phương án hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt xảy ra. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết để chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hãng đã dành tặng những chuyến bay ước mơ nhằm trao tặng những vé máy bay miễn phí để họ trở về đoàn viên bên gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn. Cụ thể, chuyến bay yêu thương nối liền hai miền Tổ quốc sẽ đưa những người lao động ở các tỉnh thành phía Nam ra Bắc đón Tết. Theo đó, hãng sẽ chở miễn phí người lao động trên chuyến bay mang số hiệu VN218 khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội vào ngày 29 tháng 1. Đồng thời, bố trí xe ô tô từ sân bay Nội Bài đến các bến trung chuyển nhằm hỗ trợ người lao động về quê nhà ở các địa phương nhanh nhất. Đây là chương trình thường niên nhằm chung tay hỗ trợ người lao động có được cái Tết sum vầy ấm áp và là một hoạt động trong chiến dịch hành trình yêu thương hãng đã triển khai từ nhiều năm qua. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Thành phố đề xuất tổng mức đầu tư dự án gần 35.590 tỷ đồng, tăng hơn 16.030 tỷ đồng, khoảng 82% so với tổng mức được phê duyệt năm 2008. Lãnh đạo Hà Nội giải thích báo cáo nghiên cứu khả thi được lập giai đoạn 2007-2008 khi Việt Nam chưa có đầy đủ định mức đơn giá áp dụng cho đường sắt đô thị. Việc xác định tổng mức đầu tư của đơn vị tư vấn chỉ dựa trên cơ sở xuất đầu tư của các công trình tương tự đã và đang được xây dựng ở châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ. Mặt khác, dù đã xem xét sự tương thích với điều kiện thi công và mặt bằng giá cả tại thành phố Hà Nội thời điểm 2008, do còn thiếu kinh nghiệm thực tế, nên việc tính toán chưa xem xét đầy đủ yêu cầu an toàn, chưa tính toán đủ việc tổ chức vận hành, khai thác bảo dưỡng. Đến nay, dự án vẫn đang thực hiện các thủ tục đầu tư, ít có sự chuyển động trên thực địa. Đến quý 4 năm 2023, các quận đang giải phóng mặt bằng tại depot, ga trên cao và phần ga ngầm. Số tiền giải ngân mới đạt khoảng 900 tỷ đồng.